Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Bị nhầm thông tin là trợ giảng ở trường đại học Mizu lên tiếng đính chính và tiết lộ chức danh gây bất ngờ hiện tại. Mizu quả thật khéo, vừa lên tiếng đính chính chức danh hiện tại ở trường đại học, vừa chứng minh rằng bản thân chuẩn mỹ nhân vừa xinh lại vừa tài. Mizu là người đẹp thường xuyên nhận lời khen ngợi chuẩn mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của showbiz Việt. Không chỉ là một diễn viên, ca sĩ, một tay chơi bất động sản chính hiệu và sở hữu khối tài sản khủng, Mizu còn làm công tác giảng dạy ở một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù việc nữ diễn viên đi giảng dạy từng vướng tranh luận lớn, tuy nhiên cô luôn học hỏi từng ngày để hoàn thiện và khẳng định bản thân trong lòng công chúng cũng như giới chuyên môn. Cho đến mới đây, Mizu bất ngờ lên tiếng đính chính chính thông tin khi bị nhiều người nhầm lẫn chức danh hiện tại. Theo Mizu cho biết, hiện cô đang là giảng viên chính thức chứ không phải là trợ giảng như nhiều thông tin đăng tải trên mạng xã hội và các diễn đàn. Được biết, vào khoảng tháng 8 năm 2017, Mizu bất ngờ khoe thẻ chức danh để chứng minh là giảng viên ở trường đại học. Việc phấn đấu từ trợ giảng lên chức danh giảng viên chính thức đã thể hiện sự cố gắng không ngừng của Mizu. Mizu cho biết, hiện cô đang là giảng viên chính thức chứ không phải là trợ giảng như nhiều thông tin được đưa trong những ngày gần đây. Được biết, Mizu lên chức ngày vào khoảng tháng 8 năm 2017. Mặc công việc bận rộn, cô luôn thu xếp thời gian để hoàn thành tốt công việc giảng dạy. Việc từ vị trí trợ giảng lên giảng viên đã chứng minh cho sự nỗ lực của cô. Vừa xinh, vừa tài năng, lại còn có học thức khủng. Thế này, ai dám đọa lại giảng viên Mizu được. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.